Tin tức Việt Tham hôm nay, 21 tháng 6 gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyện về những người mang trên vai hai trọng trách ở Đắk Lắk. Lao mình xuống nước cứu hai mẹ con du khách ngoại quốc bị đuổi nước. Người phụ nữ điên cuồng đập vỡ kính xe ô tô, nghi do ghen tuồng. Giá vàng ngày 21 tháng 6, tụt dốc không phanh. xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh youtube tạp chí việt times thưa quý vị vừa là chiến sĩ công an nhân dân đồng thời cũng là nhà báo họ luôn có mặt ở những điểm nóng sát cánh bên các điều tra viên trong nhiều chuyên án ở vai nào những người mang sắc phục công an đắk lắc cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Thượng tá Nguyễn Trọng Hiến, Phó phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, nghề báo từ lâu luôn được xem là nghề vất vả, vừa là chiến sĩ công an nhân dân, vừa là người làm báo, nỗi vất vả càng nhân lên gấp bội. Mặc dù chưa một lần được cấp thẻ nhà báo, nhưng hơn 30 năm qua, Thượng tá Hiến vẫn ngày đêm cùng với anh em trong đơn vị luôn có mặt tại những điểm nóng và tác nghiệp như những phóng viên thực thụ. Các anh đã sản xuất ra nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, được khán giả và bạn đọc đánh giá cao không trực tiếp điều tra đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm để giữ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân thế nhưng những chiến sĩ cầm bút công tác tại đội tuyên truyền phòng công tác đảng và công tác chính trị thuộc công an tỉnh đắk lắc vẫn luôn sẵn sàng nhận lệnh lên đường với những chuyến công tác dài ngày bất kể ngày đêm để cùng sát cánh bên các điều tra viên đưa tin chính xác kịp thời đến bạn đọc Thượng tá Hiến nhớ mãi, vào những năm 2001 và 2004, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số bị bọn phản động lưu vong, phun rô và các thế lực thù địch, xúi dục, lôi kéo, tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, bạo loạn. Trong những đợt ghi hình về công tác phòng chống biểu tình bạo loạn ấy, anh cùng đồng nghiệp không ít lần bị các đối tượng ném đá, gậy gộc vào máy quay và người. Không ít lần đối diện với sự nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng họ vẫn luôn có mặt, đồng hành cùng các đơn vị chiến đấu để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất, phỏng vấn những người biết việc, đối tượng tội phạm, người có liên quan để xây dựng tin bài, phóng sự tuyên truyền, phản bác, phòng chống các thông tin xấu độc, xuyên tạc phản động họ ý thức rõ vai trò trách nhiệm góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cho đồng bào các buôn làng để đồng bào không tin không nghe theo kẻ xấu những thức phim bài viết của họ đã tố cáo tội ác của chúng và phản ánh sự dũng cảm hy sinh ngày đêm công hiến của lực lượng công an phản ánh sự trung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn giải quyết tình hình đặc biệt phức tạp vào những năm đó trẻ nhưng tràn đầy nhiệt huyết với nghề cầm máy còn phải kể đến những cái tên như Nguyễn Quốc Dũng, Tạ Anh Tài, Phan Văn Diện. Với họ, nghiệp làm báo như đã ăn vào máu thịt. Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ, Dạng sáng ngày 11 tháng 6, khi nghe tin nhóm đối tượng tấn công, sát hại chiến sĩ, đồng bào, đồng đội mình, nhận được lệnh cấp trên, anh chỉ khoác vội bộ đồ rồi chia tay vợ con tức tốc lên đường làm nhiệm vụ ngay khi gà chưa gáy sáng. Đại úy Võ Trường Minh, cán bộ đội tuyên truyền phòng công tác đảng và công tác chính trị công an tỉnh đắk lắc còn được nhiều người biết đến là một cán bộ công an có tấm lòng nhân hậu mỗi lần tác nghiệp ở những vùng khó khăn tận mắt chứng kiến thương cảm những mảnh đời bất hạnh đại úy minh thường tìm cách gây quỹ kết nối các nhà hào tâm bạn đọc để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh bằng cả trái tim tình yêu và sự đồng cảm chia sẻ đại úy minh cho biết hàng năm vào những dịp lễ tết chúng tôi đã kết hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trao hàng trăm xuất quà cho các hộ nghèo và người dân bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ dịch bệnh ở các địa phương trong và ngoài tỉnh những món quà tuy nhỏ bé nhưng cũng giúp bà con bớt đi phần nào những khó khăn và góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó tình quân dân với lực lượng công an nhân dân góp phần củng cố thêm niềm tin tình yêu thương của nhân dân dành cho lực lượng công an chúc các chiến sĩ có thật nhiều sức khỏe để góp phần bảo vệ giữ gìn bình yên cho nhân dân xin được chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị mới đây tại bình dương trong lúc đi dạo chơi tại mé sông sài gòn một bé gái người ngoại quốc đã vô tình ngã xuống sông thấy vậy người mẹ cũng nhảy xuống cứu con nhưng bất thành trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc người dân đi đường đã không quản ngại mà nhảy xuống nước để cứu hai mẹ con du khách rất may là sau nhiều nỗ lực đã cứu thành công hai người và không ghi nhận có thương vong trong vụ việc trên Cụ thể vào khoảng 21 giờ ngày 20 tháng 6, bé gái sinh năm 2015 cùng mẹ là người nước ngoài chơi ở mé sông Sài Gòn, đoạn qua công viên đi bộ Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Sau đó bé gái bị trượt chân xuống sông Sài Gòn, thấy vậy người mẹ nhảy xuống sông để cứu con nhưng do dòng nước xiết, người mẹ cũng bị cuốn đi. Là người dân đi đường, thấy cảnh tượng này, anh Nguyễn Văn Hảo đã không ngần ngại nhảy xuống sông với ý định cứu hai mẹ con du khách quốc tế. Thế nhưng, dù đã mò tìm được cháu bé, nhưng do nước sông dâng cao, anh Hảo không thể nào đưa cháu bé vào bờ. Nghe thấy tiếng la hét của chị Phạm Ngọc Kim Phương, vợ của anh Hảo, một thanh niên ở gần đó đã lao xuống sông cho anh Hảo bám vào nhưng cũng không thể bơi vào bờ. Rất may trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh Âu Văn Tuấn, sinh năm 2000, quê ở An Giang, ngụ ở phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, và anh Nguyễn Anh Dũ, sinh năm 2002, quê ở Phú Yên, ngụ ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, đã nhảy xuống ứng cứu và thành công đưa cả bốn người lên bờ an toàn. Anh Hảo chia sẻ, anh quê ở miền núi nên chỉ biết bơi được ít mét trên hồ. Tuy vậy, khi thấy bé gái bị nước cuốn trôi, anh không suy nghĩ nhiều gì mà nhảy ngay xuống sông để cứu, bắt kịp bé trước khi bị đẩy ra xa hơn. Anh cảm thấy may mắn khi lúc đó có người trên bờ nhảy xuống hỗ trợ. Đến khi lên được bờ thì tay chân anh tê cứng, người rét run, phải ngồi khá lâu sau mới trở lại bình thường. Sáng ngày 21 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết cả 4 nạn nhân trong vụ đuối nước ở sông Sài Gòn đoạn qua công viên đi bộ bạch đằng đã ổn định sức khỏe đồng thời để đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi ở công viên đi bộ bạch đằng lực lượng dân quân công an phường thường xuyên đi tuần tra phường cũng đã răng dây ngang cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực mép sông nơi neo đậu của tàu thuyền tuy nhiên nhiều người vẫn phớt lờ cho con xuống nước chơi cảm ơn hành động nghĩa hiệp không quản ngại nguy hiểm cứu người đuối nước của người dân bình dương qua đây cũng là lời cảnh báo đến tất cả mọi người về sự nguy hiểm tiềm tàng của tai nạn đuối nước, hy vọng các bậc phụ huynh sẽ chú ý đến con em mình hơn nữa, không để các em chơi gần mé ao hồ sông suối để tránh hậu quả thương tâm xảy ra trên mạng xã hội lan truyền clip một người phụ nữ đứng chặn trước một chiếc đầu xe ô tô màu trắng đồng thời người này liên tục la hét dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào kính chắn phía trước khiến cho lớp kính này nứt vỡ sự việc trên thu hút người dân hiếu kỳ tập trung lại để xem khiến cho đoạn đường bị ủn tắc nghiêm trọng được biết nguyên nhân của vụ việc trên có thể là do ghen tuồng Sáng ngày 21 tháng 6, lãnh đạo công an phường Trung Văn cho biết, chiều qua 20 tháng 6, phường có nhận được tin báo từ người dân về việc người phụ nữ chặn đầu xe ô tô trên đường Trung Văn. Sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường để xác minh làm rõ. Hiện phường đang thực hiện những nội dung tiếp theo theo quy định. Trước đó vào tối ngày 20 tháng 6, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hình ảnh một người phụ nữ dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô trên đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sự việc gây ùn tắc giao thông trên đường Trung Văn. Nhiều người dân hiếu kỳ chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn người phụ nữ, thậm chí có người còn cổ vũ người phụ nữ đập phá ô tô. Sau đó người phụ nữ leo lên xe ô tô để chui qua cửa kính vừa đập vỡ. Một số người dân mới can ngăn nhưng cũng không được. Anh B, một người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 20 tháng 6, anh đang đi làm về trên đường Trung Văn thì thấy người phụ nữ chặn đầu xe ô tô la hét, yêu cầu người đàn ông và cô gái ở trong xe đi ra ngoài. Anh B cho hay, cô gái này rất trẻ, mặc áo sơ mi màu trắng, có biểu hiện sợ hãi và di chuyển rất nhanh. Sự việc diễn ra khoảng 30 phút khiến cho đoạn đường Trung Văn bị ùn tắc. Người dân sau đó cũng báo cho công an phường Trung Văn theo thông tin chia sẻ kèm theo clip nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do ghen tuông đoạn clip thu hút nhiều ý kiến bình luận từ người dùng mạng xã hội dù chưa rõ thực hư câu chuyện nhưng đa số đều khuyên người phụ nữ nên bình tĩnh để giải quyết lãnh đạo công an phường trung văn cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc trên dù chưa biết nguyên nhân chính xác của vụ việc trên là gì nhưng rất mong mọi người hãy bình tĩnh và có cách cư xử văn minh tránh xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật mới đây người dùng mạng xã hội truyền tay nhau những bức ảnh được cho là chụp tại cầu cao tốc bắc nam điểm đặc biệt khiến cho những bức ảnh này được lan truyền với tốc độ chóng mặt đó là bởi loạt dầm cầu nặng hàng trăm tấn đã bị đổ sập đây được xem là công trình trọng điểm với số tiền đầu tư không hề nhỏ và được người dân cả nước đón chờ ngày đi vào hoạt động Chiều ngày 20 tháng 6, Giám đốc điều hành Tổng công ty xây dựng Trường Sơn là đơn vị thi công tuyến cao tốc Bắc Nam trên xác nhận. Thông tin và những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội là sự việc có thật và xảy ra từ hơn một tháng trước. Theo lãnh đạo đơn vị thi công, sự cố sập dầm cầu xảy ra rất may không thiệt hại về người. Khu vực xảy ra sự cố thuộc đoạn qua địa phận xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân là bởi trong lúc vận chuyển, lắp ráp các dầm cầu vào mố cầu, công nhân không cẩn thận làm va vào nhau. Vị lãnh đạo thông tin thêm, các dầm cầu mới đưa lên và vào dầm gác sẵn khiến cho bị sập. Điều kiện thời tiết quá nắng nóng, công nhân tranh thủ thời gian gắng sức để thi công, nhưng do thao tác chưa chuẩn nên xảy ra sự việc đáng tiếc. Mỗi dầm cầu dài khoảng 38 mét, nặng 60-70 đến 70 tấn. Phía đơn vị thi công cho biết, với hai dầm cầu hỏng, đơn vị sẽ loại bỏ. Ba dầm cầu còn lại đã được tháo rỡ, chờ kiểm định chất lượng, đồng thời xem xét trách nhiệm của những người có liên quan. Vị lãnh đạo chia sẻ, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc làm việc, kiểm tra và xác định đơn vị làm đúng theo thiết kế, phương pháp được duyệt, lỗi sự cố về thao tác gác dầm cầu của công nhân. Những người có mặt tại hiện trường khi đó cho biết sự cố sập dầm cầu xảy ra vào khoảng đầu giờ chiều ngày 19 tháng 5. Tất cả các dầm cầu trên đều phải thay thế, loại bỏ khỏi khu vực hiện trường. Được biết trước đó vào ngày 20 tháng 6, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh các dầm cầu gãy đổ sập ở dự án thi công cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An. Trong số các dầm cầu được bắc lên thì có tới hai dầm cầu đổ sập gãy làm đôi. Hiện tại, dự án trọng điểm cao tốc Bắc Nam vẫn trong thời gian thi công. Đây là dự án được người dân cả nước vô cùng kỳ vọng vì không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, kết nối các tỉnh thành phố lại gần nhau hơn chuyển đến các tin tức đáng chú ý khác về kinh tế, giá vàng giảm do đồng đô la Mỹ tiếp tục đào phục hồi vững chắc, trong khi thị trường đang chờ tín hiệu từ chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Fed về chiến lược lãi suất. Tính đến 23 giờ 50 phút tối ngày 20 tháng 6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay niêm yết ở mức 1936,5 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng giảm mạnh do đồng đô la Mỹ tiếp tục duy trì đào phục hồi, trong khi thị trường đang chờ đợi phiên điều trần của chủ tịch Fed ông Jerome Powell. Dự kiến diễn ra trong hai ngày, 21 đến 22 tháng 6, để tìm kiếm manh mối về định hướng lãi suất sau khi Fed quyết định tạm dừng nâng lãi suất hồi tuần trước. Các chuyên gia tin rằng ông Powell sẽ có cơ hội khác để truyền tải một thông điệp quyết đoán hơn trong hai phiên điều trần của mình ở tuần này tại Quốc hội Mỹ. Rõ ràng, việc Fed tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 6 nhưng lại dự báo một tình hình cứng rắn hơn từ nay cho đến cuối năm khi có khả năng rằng sẽ có thêm hai đợt nâng lãi suất, quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ, Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 54,44 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10-11,5 triệu đồng một lượng so với giá vàng trong nước. Theo Commerbank, giá vàng trong nửa cuối năm 2023 sẽ giảm 50 đô la Mỹ xuống còn 2.000 đô la Mỹ một ounce. Thị trường sẽ chứng kiến một đợt tăng lãi suất khác của Fed vào tháng 7 và cơ quan này sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến quý 2 năm sau. Đối với thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 20 tháng 6, tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng tại thị trường Hà Nội ở mức 66,45 đến 67,05 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều mua và chiều bán. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SGC niêm yết giá vàng miếng ở mức 66,5 đến 67,1 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán so với giá mở cửa buổi sáng. Thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu được niêm yết mua vào ở mức 66,5 và bán ra ở mức 67,05 triệu đồng một lượng, tăng 30.000 đồng một lượng ở chiều mua và 70.000 đồng một lượng ở chiều bán. Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng giá vàng thế giới, vì vậy giá vàng SGC có thể giảm trong phiên ngày 21 tháng 6. Thưa quý vị, báo cáo dòng vốn quỹ ngoại của công ty cổ phần chứng khoán KIS, KIS Việt Nam cho biết lực cầu khối ngoại đã quay trở lại đáng kể trong tuần giao dịch từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6 với giá trị mua dòng ghi nhận ở mức 1.739 tỷ đồng. Cụ thể, hoạt động mua phần lớn tập trung trên lĩnh vực nguyên vật liệu và tài chính khi HPG, HSG, VND, SSI, STB và EIB được mua dòng mạnh ngoài ra lĩnh vực bất động sản cũng hưởng lợi từ hoạt động mua dòng chủ yếu đến từ vic ở chiều ngược lại áp lực bán của khối ngoại tập trung trên lĩnh vực tiêu dùng thiết yếu khi lực rút vốn gia tăng trên vnm và dgc Đối với dòng vốn ETF, hoạt động dòng đã quay trở lại khu vực Đông Nam Á trong tuần vừa qua, ghi nhận ở mức 34 triệu đô la Mỹ. Theo đó, lực cầu trên các quỹ chủ đạo tại Indonesia, Malaysia và Singapore đã tăng đáng kể, trong khi áp lực rút vốn đã giảm mạnh ở Thái Lan. Ngoài ra, lực cầu trên các quỹ ETF tại Việt Nam xuất hiện trở lại trong tuần, ghi nhận ở mức 11 triệu đô la Mỹ. Cụ thể lực cầu chủ yếu tập trung trên VFMVN Diamond ETF 5,8 triệu đô la Mỹ, VNM ETF 2,7 triệu đô la Mỹ, FTSE ETF 2,5 triệu đô la Mỹ, SSIAM VNFIN LEAD 2,1 triệu đô la Mỹ và VFMVN30 ETF phần 1,1 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, lực cầu trên đã chấm dứt chuỗi 6 tuần liên tiếp thoái vốn trên hai quỹ VFMVN Diamond ETF và VFMVN 30 ETF fan. Mặt khác, áp lực bán vẫn có dấu hiệu tăng nhẹ với Fubon FTSE Việt Nam ETF 0,6 triệu đô la Mỹ. Nhìn chung, lực cầu vẫn tiếp tục lan rộng trên các quỹ ETF chủ đạo. Dòng vốn đã bắt đầu quay trở lại đáng kể hơn và áp lực rút vốn đã giảm đáng kể trong tuần vừa qua. Điều này mang đến kỳ vọng dòng vốn tích cực sẽ tiếp tục duy trì tại Việt Nam trong những tuần sắp tới, KISVN nhận định. Hy vọng với những thay đổi tích cực đến từ tạp chí Việt Times cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số sẽ giúp các bạn tiếp cận các nội dung đa chiều, hấp dẫn hơn. Nếu yêu thích Viettimes, đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.